Kem tươi 5.000. Ở phía trước thì có chỗ kem 5.000 nè. Kem cuộn, kem cuộn. Chỉ có 5.000 đồng. Đi đâu mà dội mà vàng. Dừng chân thưởng thức 5.000 kem tươi. Ăn vô mắt lạnh tỉnh người. Được em khuyến mãi nụ cười bán kem. 5.000 một cây 5.000. Kem tươi tất cả đồng giá 5.000 một cây 5.000. Ta nói nó ngon gì mà ngon hết sảy. Vừa thơm vừa mát vừa giòn. Càng ăn càng ngon. Càng ăn càng ngon. Đây, các bạn, các loại vị của kem nè. Tiếp nhà cô chú anh chị. Kem tươi 5.000 một cây, kem tươi 5.000 một cây, ngon quá xá trời ngon mà rẻ quá xá trời rẻ, chỉ có 5.000 một cây 5.000, nhanh chân quẹo lửa, nhanh tay chọn mua, trân trọng kính mời và kính mời. Kem tươi 5.000 một cây, kính chào cô chú chị, kem tươi mát mát lạnh lạnh, chỉ có 5.000 một cây 5.000, kem tươi có đủ vị, đủ mùi, đủ màu cho anh chị em mình lựa chọn mà chỉ có 5.000 một cây 5.000. Ăn là ghiền sướng như tiên, giải nhiệt mùa hè mà chỉ có 5.000 đồng. Kem vani, kem sô-cô-la, kem vị dâu, kem sầu riêng, kem khoai môn, kem trà xanh. Tất cả đều đồng giá 5.000 một cây chỉ có 5.000 đồng. Ta nói mùa hè oi bức mà có ngay một cây kem để thưởng thức thì thiệt là ngon hết sức. Nhắn ta lên mọi người ơi, mãi vô, mãi vô, mãi vô. Kem tươi 5.000 một cây, kem tươi 5.000 một cây anh chị em ơi. Kem tươi 5.000 một cây, kem tươi 5.000 một cây. Siêu thị 5.000, xanh đỏ tím vàng 5.000 mấy chị. Mấy chị bên lộ cây kem nó ngộ ngộ ghé ủng hộ nha mấy chị. 5.000 một cây chỉ có 5.000 đồng. Mua đi mấy nàng chàng trai cô gái 5.000 một cây chỉ có 5.000 đồng. Đi đâu á mà dội mà dặn. Dừng chân thưởng thức 5.000 kem tươi. Ăn vô mắt lạnh tỉnh người. Được em khuyến mãi nụ cười bán kem. 5.000 một cây 5.000. Kem tươi tất cả đồng giá 5.000 một cây 5.000. Ở đây gọi là món bánh gì? À, đây mình sẽ giới thiệu với các bạn một món bánh này là gọi là bánh gì? Bánh gì á chị? À, bánh bò nướng. À, bánh bò nướng. Bánh bò nướng. Này là giống như bánh tiến quá ha. À. Ở đây có bán bánh rất là nhiều bánh tây luôn nè. Cà na, cái cà na. Xúc xích. Món xúc xích nữa. Đây có bán kem Thái. Bộ đội siêu chắc siêu bền 60.000 đồng một cái mua xài cô bác ơi. Ở bên đây có đãi nước uống miễn phí. Cái này là hình như là nước cam. À, đây là đãi nước cam nè. Rất nhiều. Chiếm lại được rồi. Mặt sợ,
Ở đây tất cả đều miễn phí hết, tất cả các loại nước uống miễn phí hết trơn nha các bạn. Ở đây hình như nước cam rồi, cái này là có sữa đậu nành nè, cam rồi sữa đậu nành. Rồi bên đây cũng à, quá. Năm nào cũng đãi đây cho thôi cô. Là cô cũng ở Mỹ Hương đây luôn hả? Dạ dạ dạ. Đây nè, uống một ca nước để bổ lòng mà con ha. Nước cam, nước cam. Con mình đặt tháp. Dạ, ca nước cam uống rất là ngon. Ngon cam cắm tươi không nha các bạn. Dạ cảm ơn cô, cảm ơn chị nha. Chúc cô chị được nhiều phước nha. Đây. Đây là xong một vé. Xong một vé. À xong. Mấy vị lão thần chậm bước lên bục tiên, mời chủ trôn ngồi vào dòng tứ thọ để họ làm lễ tế tang. Nguyễn Công Trực thăng qua giữa đoàn người và bước vào giữa kiếm ngồi ngay. Đây dạy vô trong nữa. Làm bộ nước cùng hoảng động và thương chứa. Tất cả đều là nói lên ý nghĩa thăng thôi. Chủ yếu là tất cả đều bị phát thanh nha các bạn. Cũng ngồi sống thì có một người lão đem đến một mang áo và khăn loại là phụ ương cho mời phụ ương phụ ương là chỗ nhà mà sao phụ ương mà anh nghe nước và áo mới tôi nói không phải là loại nước gắn lửa là ở đây cũng là có nước cam rồi ở đây có sâm à học é nhiều quá ha. Đây là nước sâm nữa. À, ở bên trước là thấy có những cái chai nước vậy. Chai gì đó chứ? Nước thuốc của thầy. À nước thuốc của thầy hả? Đó là uống khỏe. Nó có công dụng gì? Bệnh đủ thứ cho mấy người già rồi chứ ai uống cũng được. Dạ vậy hả? Cái này là mình là miễn phí luôn đúng không? Miễn phí luôn. Dạ. Cho chai luôn, cách ly luôn. Dạ, năm nào mình cũng ở đây chơi hả? Năm nào cũng xuống lễ này. Dạ dạ. À, ở đây là chủ à? À, anh là chủ hả? Không. Ở đây hết luôn ha. Dạ. Anh em tập trung đi vậy đó. Dạ, quý quá. Dạ. Ở đây. Dạ. Từ thiện với nhau mà. Dạ, đây chai thuốc nha. Cái này uống chắc cũng hơi giống nước sâm quá ha. Cái này nó hay hơn nước sâm. Vậy đó hả? Uống nó trị bệnh mát mẻ. Dạ dạ. Uống khỏe lắm. Dạ. Bởi vì đó thầy dạ. Thầy đã mở đạo đó là chỉ mấy bà già là nước thuốc này. Dạ. Uống tốt lắm. Dạ. Mình là quê cũng ở đây luôn anh. Ở là Hòa Hảo. Hòa Hảo. Đó ở trên ở đúng rồi. Dạ. Rồi cảm ơn anh nha. Dạ. Không quay phim gì hết trơn hả? Giờ nè. Đó vui quá. Cô ơi, cô nhà cũng gần đây hả cô? Cô nhà gần đây hả? Dạ dạ. Vậy là năm nào mình cũng đến đây mình làm gì hả? Quý quá.
Cô đang sắc cam nè, để vô nước nè. Dạ. Cô làm được mấy năm đây vậy cô? Đó lỡ đi, dạ. Quý quá. Dạ. Dạ. Rồi, cảm ơn cô, chúc cô khỏe nha. Dạ. Cô vui quá. Mấy gian hàng nước này đắt quá đúng không nè. À. Chúng ta không bao giờ cam tâm làm nô lệ. Nói xong, cụ chắp tay các thái một lần nữa. Dân chúng còn là giờ. Quỹ chúng dân mưa năm, chủng số mưa năm. Giờ họ tràn lên con bầu cụ công kết, nhưng cụ đưa tay ngăn lại và nói: như thế này cũng đủ lắm rồi. Một lần nữa tôi xin cảm ơn tấm lòng của bà con dành cho tôi. Số phận tôi tạo hóa đã an bài rồi, không có cách gì làm thay đổi được. Bà con đừng nuối tiếc nữa mà mãi an lòng ra về đó kiên nhẫn chờ cơ hội tốt. Cụ vừa nói xong thì bỏ tay lại cho mẹ. Ở đây có cái món bánh à, món bánh gì à, giống như bánh ít quá ha. Dạ. Kéo bông. Cụ nhìn qua mắt nhìn còn tươi, sơ mà thấy thế hốt hoảng hét lên một tiếng a thật to. Máu từ trong ngực không có giò lan khỏi mặt đất, rồi chiếc cuộc chém diễn bàn chết người mẹ lại kể. Giờ thấy bầu trời có lời nói đen bao phủ làm âm mưu cả không gian. Đồng bào đứng xem thoát ra những lời cầu nguyện cho linh hồn cụ. Đây là hai câu nói bất hủ của Nguyễn Trung Trực, ha, một vị anh hùng dân tộc. Mang đi rồi dùng bùa chế làm cho cụ sống lại mà thấy nhiễu chút nữa. Sau này cụ chết ở biên quan, mưa trọn bảy ngày bảy đêm, người ta cho đây là sự thương xót của trời cao nên mới động lòng nhỏ lệ. Ôi cảm thương thay cho cuộc đời nhỏ, cảm gia đình cụ quả hồng nhật tạo quanh thiên địa, kiếm bạc thiên giang khắp quỷ thần. Nay thuộc xã Bình Đức, huyện Bến Lức, tỉnh Long An. Sau này